Bản tin COVID-19 ngày 20 tháng 10 cho biết, tính từ 17 giờ ngày 19 tháng 10 đến 17 giờ ngày 20 tháng 10, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.646 ca nhiễm mới, 1.737 ca khỏi bệnh. Trong ngày, cả nước ghi nhận 72 ca tử vong tại 10 tỉnh thành phố, nâng tổng số ca tử vong lên 21.416 ca. Thông tin về 3.646 ca nhiễm mới được công bố ngày 20 tháng 10 như sau. 11 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh, 3.635 ca ghi nhận trong nước, tăng 608 ca so với ngày trước đó tại 50 tỉnh thành phố, có 1.810 ca trong cộng đồng, gồm thành phố Hồ Chí Minh 1.347 ca, Bình Dương 492 ca, Đồng Nai 305 ca, An Giang 194 ca, Sóc Trăng 100 ca, Bạc Liêu 99 ca, Gia Lai 93 ca, Kiên Giang 87 ca, Đắk Lắk 77 ca, Long An 72 ca, Tiền Giang 65 ca, Tây Ninh 52 ca, Phú Thọ 50 ca, Bình Thuận 50 ca, Cà Mau 46 ca, Cần Thơ 44 ca, Hà Giang 40 ca, Khánh Hòa 39 ca, Trà Vinh 38 ca, Nghệ An 33 ca, Thanh Hóa 25 ca, Quảng Nam 24 ca, Đồng Tháp 24 ca, Hậu Giang 23 ca, Quảng Trị 23 ca, Hà Nam 19 ca, Bến Tre 18 ca, Quảng Ngãi 17 ca, Bình Định 16 ca, Vĩnh Long 14 ca, Bắc Ninh 13 ca, Bình Phước 13 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 13 ca, Kon Tum 12 ca, Thừa Thiên Huế 11 ca, Hà Nội 10 ca, Đà Nẵng 8 ca, Ninh Thuận 5 ca, Đắk Nông 4 ca, Quảng Bình 3 ca, Nam Định 3 ca, Lào Cai 3 ca, Hải Dương 2 ca, Yên Bái 2 ca, Sơn La 2 ca, Phú Yên 1 ca, Hà Tĩnh 1 ca, Vĩnh Phúc 1 ca, Điện Biên 1 ca, Tuyên Quang 1 ca. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó gồm Sóc Trăng giảm 100 ca, Đồng Nai giảm 66 ca, Tây Ninh giảm 52 ca. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó gồm thành phố Hồ Chí Minh tăng 440 ca, Đắk Lắk tăng 77 ca, An Giang tăng 60 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 3.298 ca một ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 873.901 ca nhiễm, đứng thứ 40 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 154 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 8.875 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 869.193 ca, trong đó có 793.766 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 2 trên 62 tỉnh thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước, gồm Bắc Cạn, Hòa Bình. Có 16 tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua, gồm Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Ninh Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái, Hà Giang, Lai Châu, Hải Phòng, Tuyên Quang, Thái Bình, Kon Tum, Hưng Yên, Điện Biên, Thái Nguyên. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này gồm thành phố Hồ Chí Minh 420.946 ca, Bình Dương 226.845 ca, Đồng Nai 59.691 ca, Long An 33.929 ca, Tiền Giang 15.249 ca. Về tình hình điều trị, theo số liệu do Sở Y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý COVID-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 1.737 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi là 796.583 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.879 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ là 2.824 ca, thở oxy dòng cao HFNC là 468 ca, thở máy không xâm lấn 90 ca, thở máy xâm lấn 477 ca, ECMO 20 ca. Trong ngày, cả nước ghi nhận 72 ca tử vong tại 10 tỉnh thành phố, gồm thành phố Hồ Chí Minh 43 ca, Bình Dương 8 ca, An Giang 7 ca, Tiền Giang 4 ca, Long An 3 ca, Kiên Giang 2 ca, Đắk Lắk 2 ca, Đồng Tháp 1 ca,
Bạc Liêu 1 ca, Đồng Nai 1 ca. Trung bình số ca tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 78 ca một ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 21.416 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca nhiễm. So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10 trên 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28 trên 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong 24 giờ qua, cả nước đã thực hiện 108.019 xét nghiệm cho 188.790 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay đã thực hiện là 21.245.373 mẫu cho 58.342.779 lượt người. Trong ngày 19 tháng 10, đã có 1.990.538 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 67.083.557 liều, trong đó tiêm một mũi là 47.997.541 liều, tiêm mũi 2 là 19.086.016 liều. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.